Sách biên khảo Điển tích truyện Kiều, tác giả Nguyễn Tử Quang, người đọc Trân Châu. Chương 4: Đào Nguyên lạc lối đâu mà đến đây? Tai tiên một vẫy đủ 10 khúc ngâm. Đào Nguyên lạc lối đâu mà đến đây? Sau khi đi chơi Thanh Minh về, Kiều nằm mộng, thoắt đâu thấy một tiểu Kiều có chiều phong dẫn, có chiều thanh tân. Sương in mặt, tuyết pha thân, sen vàng lững thững như gần như xa. Rước nàng đón hỏi dò la, Đào Nguyên lạc lối đâu mà đến đây? Và nhân lúc cha mẹ và em vắng nhà, Kiều sang phòng văn của Kim Trọng. Lần theo núi giả đi vòng, cuối tường giường có nẻo thông mời vào. Sắn tay mở khóa động đào, rẽ mây trong tỏ lối vào thiên thai. Đào Nguyên, động đào hay động bích, chỉ nơi tiên ở cũng như thiên thai. Theo Đào Hoa Nguyên Ký của Đào Tiềm, một nhà thơ văn thời Đông Tấn, có một ngư phủ huyện Vũ Lăng, một hôm chèo thuyền đi ngược theo bờ suối. Càng đi xa chừng nào thì thấy càng có nhiều hoa đào trôi ra dòng nước đổ xuống. Đến một quãng, bỗng thấy trước mặt hiện ra một rừng đào. Hoa đào đỏ rực rỡ, làm cho ngư phủ càng thấy say sưa thích thú. Đoán là có người ở gần đấy, nên bỏ thuyền lên bờ. Vượt qua rừng đào, đến một ngọn núi. Dưới chân núi có một cái hang nhỏ hẹp, vừa một người chui được. Bên trong thoáng có ánh sáng. Động tính tò mò, ngư phủ lách mình vào cửa hang. Lúc đầu, cửa hang còn hẹp, sau rộng dần, rồi cả một thế giới hiện ra. Ruộng vườn tươi tốt, thôn ấp nhà cửa liên tiếp nhau. Gà gái, chó sủa nghe rõ mồn một, trai gái đều say sưa công việc đồng án. Trên mặt mọi người hiện vẻ vui tươi, chất phác hồn nhiên. Người già, trẻ con đều có vẻ ung dung thanh thản. Họ thấy ngư phủ thì lấy làm kinh ngạc, hỏi làm sao đến được chốn này. Ngư phủ trình bày sự thực, các phụ lão đem vợ con ra chào mừng khách lạ, dọn cơm rượu thịnh soạn đãi đằng. Ngư phủ ăn uống lấy làm ngon lạ, vì tuy cơm rượu mà tính chất khác thường. Các phụ lão lại nói, đây là động Đào Nguyên, tổ tiên chúng tôi tránh họa đời Tần, đem cả gia đình vào đây, từ đó cách tuyệt với bên ngoài. Hiện nay chúng tôi không biết có nhà Hán, hú gì là nhà Ngụy, nhà Tấn. Cuối cùng họ lại dặn ngư phủ, sau khi ra khỏi chốn này, xin đừng cho ai biết có họ ở đây. Lão ngư phủ ở chơi một hôm rồi cáo biệt. Từ đời Tần đến Đà Tấn mà họ đến đây tránh nạn kể ra có trên 600 năm. Ngư phủ cho mình may mắn gặp được tiên. Khi trở về, nhiều người đến thăm hỏi. Trước còn tìm cách giấu quanh, nhưng cuối cùng chuyện thấu đến quan thái thú sở tại. Ngư phủ đành phải thuật cả chuyện lại. Sẵn tính hiếu kỳ, viên thái thú sai người đi theo ngư phủ tìm lại động Đào Nguyên, nhưng bị lạc đường, đành phải trở về. Nước ta có chuyện động Bích Đào. Động ở xã Trị Nội, huyện Nga Sơn, bên mặt núi Thần Phù thuộc tỉnh Thanh Hóa, tương truyền đời nhà Trần, niên hiệu Quang Thái, có ông Từ Thức làm quan tri huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Bên cạnh huyện có một ngôi chùa, có trồng một cây mẫu đơn. Mỗi khi nở qua thì người người các nơi đổ đến, xe ngựa dập dìu, làm thắng hội thưởng qua. Trong khi mọi người nhìn ngắm qua đẹp, bỗng có một thiếu nữ dung nhan diễm lệ bước đến, đưa tay ve vuốt lấy qua, nhưng chẳng may khi vịn lấy một cành thì cành giòn bị gãy. Người coi qua giữ nàng lại bắt đền, nhưng không có vật gì đền, và mãi đến tối cũng không có người quan đến nhận. Nàng khóc, Từ Thức thấy thế, động lòng thương xót, liền cởi áo bạch cẩm cù đưa cho nàng chuộc tội để được thả về. Một thời gian sau, vì không muốn ràng buộc với lợi danh, Từ Thức trả ấn từ quan về ở huyện Tống Sơn, rồi ngày ngày từ với một con thuyền, một bầu rượu túi thơ, chu du khắp danh lam thắng cảnh. Một hôm, nhìn thấy cửa biển Thần Phù có đám mây năm sắc kết tụ hình hoa sen. Từ vội chèo thuyền đến, thấy một hòn núi rất đẹp, lòng sinh cảm khái, để lại một bài thơ. Đầu cành thấp thoáng bóng kim ô, hoa động vui mừng đón khách vô.
cạnh suối nào là người hái thuốc, quanh nguồn chỉ có gã bơi đò, sơn sang ghé mặt, đàn ba khúc, đỉnh đủng thuyền câu rủ một giò, hỏi vũ lăng chàng đánh cá, làng đào đâu đó cách chừng mô. Từ đề thơ xong, nhưng bỡ ngỡ chưa biết đường nào đi, thoạt thấy vách đá tách ra một chỗ tròn khoảng trên một thước, từ đi bộ chen mình vào, nhưng được vài bước thì vách đá khép kín lại. Đi được vài dặm, thấy sườn đá đứng thẳng như bức tường. Từ lần theo lên, mỗi bước thấy đường càng rộng. Đến chót núi thì có ánh mặt trời chiếu xuống. Nhìn quanh bốn phía là một dải lâu đài cực kỳ lộng lẫy như tranh vẽ. Từ đương lấy làm ngạc nhiên, bỗng thấy có một đồng nữ áo xanh đến bảo: "Phu nhân tôi xin mời tướng công vào." Từ mừng rỡ vâng lời. Thẳng vào thì thấy một phu nhân đương ngồi trên giường chạm thất bảo, bên cạnh có đặt một cái tháp nhỏ bằng đàn hương. Phu nhân mời Từ ngồi ung dung bảo: "Đây là hang động thứ 6 trong số 36 động ở Phù Lai. Ta đây là Ngụy phu nhân, địa tiên Nam Nhạc. Nghe nhà ngươi có cao nghĩa hay cứu trợ người khốn đốn nên mới cho sức đến đây." Đoạn phu nhân gọi một cô gái đến. Từ liếc nhìn, nhận ra là thiếu nữ làm gãy qua ngày trước. Phu nhân chỉ cô gái bảo Từ: "Đó là con ta tên Giáng Hương. Khi trước nhờ người cứu việc làm gãy qua, ơn ấy không quên. Nay ta muốn cho kết duyên với ngươi để đền ơn trước." Từ rất vui mừng. Ngay trong đêm ấy, phu nhân truyền thắp đèn, mở phụng trải chiếu vũ rồng, cho Từ cùng Giáng Hương làm lễ giao bôi. Thấm thoát ra được một năm, nhưng cảnh tiên không khuây khỏa được lòng trần. Từ bỗng động lòng nhớ cố hương nên ngỏ ý với Giáng Hương cho về thăm. Biết không giữ được, nàng đành thưa với mẹ. Phu nhân biết Từ còn nặng lòng trần nên bằng lòng cho Từ một chiếc xe bằng mây cẩm sa vân để đưa về. Riêng Giáng Hương giao cho Từ một phong thư, dặn về đến nhà hãy mở ra xem. Đến nhà nhìn quanh, cảnh cũ không còn như xưa, thành quách, nhân dân không còn như trước, duy cảnh núi sông thì còn như thở độ nào. Từ đem tên họ mình mà hỏi thăm người già cả, thì có người bảo: "Tôi nghe nói có ông cụ Tam Đại nhà tôi cũng tên họ như ông, đi vào núi mất đến nay có đến gần 100 năm rồi." Từ thức bấy giờ mới bỡ ngỡ bùi ngùi. Muốn lên xe mây đi về chốn cũ thì xe đã quá thành con trường loan bay mất. Buồn tủi, Từ mở thư của Giáng Hương xem, chỉ có câu ngắn ngủi: "Kết loan lữ ưu chân trung, tiền duyên dĩ đoạn phỏng tiên sơn, ư hài thượng hậu hội vô nhân." Nghĩa là kết bạn loan trong mây, duyên trước đã dứt, tìm núi tuyên ở trên biển, hội sao khôn cầu. Ý nói duyên trước kết đôi loan phụng cùng nhau, nay đã đoạn tuyệt rồi, ngày sau muốn tìm lại núi tiên cũng không được nữa. Tuyệt vọng hoàn toàn, từ đó Từ thức mặc áo khinh cù, đội nón lá vào núi Hoàng Sơn ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa rồi biệt tích. Đào nguyên, động đào thiên thai, động bích là tiên cảnh, nơi tiên ở dùng lối thậm xưng để chỉ chỗ ở xinh đẹp, thanh cao. Tai tiên một dãy đủ 10 khúc nhâm. Sau khi đi chơi Thanh Minh về, Kiều nhớ đến nấm mồ vô chủ của Đoạn Thiên, càng cảm thấy một nỗi buồn ban mát xâm chiếm cõi lòng. Nghĩ phận người, lại nghĩ phận mình, hay kiếp hồng nhan, rồi phải chung một mệnh bạc. Đêm đến, Kiều nằm mộng thấy Đạm Tiên đến nói chuyện với mình. Đoạn này, truyện Kiều có câu: "Hàng gia ở mái Tây Thiên, dưới dòng nước chảy bên trên có cầu. Mấy lòng hạ cô đến nhau, mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng. Dân trình hội chủ xem tường, mà xem trong sổ Đoạn Trường có tên. Âu đành quả kiếp nhân duyên, cùng người một hội một thuyền đâu xa. Này 10 bài mới mới xa, câu thần lại mượn bút qua vẽ vời. Kiều dân lĩnh ý đề bài,
tay tiên một dãy đủ 10 khúc ngâm. 10 bài mới ra, tức là 10 đề thơ của hội chủ hội đoàn trường mới ra cho các hội viên làm, nay đưa cho Kiều làm. Theo nguyên truyện Kim Dân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, 10 chủ đề ấy là: 1. Tích đa tài, tức tiếc người đa tài. 2. Liên bạc mệnh, tức xót người bạc mệnh. 3. Bỉ kỳ lỗ, tức buồn chia đường. 4. Ức cố nhân, tức nhớ người xưa. 5. Niệm nô kiều, tức nhớ cô hầu. 6. Ai thanh xuân, tức thương tuổi xanh. 7. Ba kiến ngộ, tức than giận rủi. 8. Khổ linh lạc, tức khổ suy tàn. 9. Mộng cố duyên, tức nhớ quê nhà. 10. Khóc tương tư, tức khóc tương tư. Với 10 đầu đề, Kiều lấy giấy bút viết thao thao bất tuyệt, chỉ trong giây lát đủ 10 bài từ khúc theo lối hội văn. Số 1. Tiết đa tài, tờ quanh nở bỏ hoài, hợp quan ngày tháng phổ cho ai, tương tư mình gác để ngày mai, để ngày mai tiết cho tài. 2. Sót bạc mệnh, đêm đêm một mình lạnh, nhà vàng nghe nói để A Kiều, một mặt nghe chừng khó hân hạnh, khó hân hạnh xót bạc mệnh. 3. Buồn chia đường, khúc đường quanh co thật khổ đi, đường khổ chưa bằng lòng em khổ, một bước sai thì ngàn bước lỡ, ngàn bước lỡ buồn chia đường. 4. Nhớ người xưa, tóc bạc nhưng tình vẫn chưa thâm, cần gì trước phải lên tận mây xanh, ngồi xe đổi nón mới là chân, mới là chân nhớ cô nhân. 5. Nhớ cô hầu, soi gương hồn biến đâu, ta thấy ai vẫn còn than thở, son phấn thôi đừng giễu cợt nhau, giễu cợt nhau nhớ cô hầu. 6. Xót tuổi xuân, cành hoa giống mỹ nhân, xuân sắc núi rừng ôi đẹp đẽ, mong mượn mưa xuân tưới hoa thần, tưới hoa thần xót tuổi xuân. 7. Than giận rủi, giấc mơ tỉnh rồi đó, đâu phải gặp ai cũng kêu thương, chỉ vì lầu son lối chưa tỏ, lối chưa tỏ than giận rủi. 8. Khổ suy tàn, thân này hết đường bước, lìa cành hoa rụng khắp đông tây, nhãn lạc đàn bay quanh hiên trước, quanh hiên trước khổ suy tàn. 9. Mơ quê nhà, hồ ề cây ai đưa, cành cũ khúc tùng không thấy nữa, mây trắng cỏ thơ lặng như tờ, lặng như tờ nhớ quê nhà. 10. Khóc tương tư, nghẹn ngào đã lâm khi, lòng đau không giữ nổi tiếng khóc, đất cũ tình thâm luôn sầu bi, luôn sầu bi khóc tương tư. Kiều viết xong trao lại cho Đạm Tiên xem qua, Đạm Tiên tấm tắc khen: quả thực mỗi chữ khác gì ôm hối hận, nếu đeo vào tập đoạn trường chắc chắn sẽ đoạt giải nhất. Thank you.
Thank you.